ban viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bóng tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Bảy câu nói van xin của thầy Minh Tuệ khiến Phật tử bật khóc. Sáng 20 tháng 5 2024, thầy Minh Tuệ chính thức lên tiếng khi bị đám đông bám theo dày đặc nhiều ngày. Thầy nói: "Thứ nhất, những người hộ pháp lên trở về, con không cần ai hộ pháp nữa vì con chỉ là người đang tập tu. Thứ hai, người dân nên trở về nhà làm công việc của mình, đừng đi theo con nữa. Thứ ba, các YouTuber hãy quay về, nếu đi theo con sẽ gây náo loạn xã hội, mất trật tự giao thông. Thứ tư, những người tự tu lên đi một mình, hạnh đầu đà là tu một mình. Thứ năm, mọi người gặp con trên đường không cần phải đảnh lễ quỷ này, hãy đảnh lễ Tam Bảo, lễ Phật là được rồi. Thứ sáu, người tu tập ai cũng cần có thời gian để sinh hoạt ngồi thiền, mọi người đừng chờ con từ 3 giờ đêm nữa. Thứ bảy, con đâu phải diễn viên Hollywood để xem, con là nhà tu hành, xin mọi người hãy hoan hỷ, xin mọi người hãy hoan hỷ. A Di Đà Phật." Chấn động, hơn 3.000 người Ấn Độ xin visa sang Việt Nam để đảnh lễ thiền sư Minh Tuệ. Nói một câu khiến cả thế giới khóc nghẹn, Hòa Đà tái thế độ chúng sanh. Thưa quý vị, có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy một hiện tượng Phật giáo Việt Nam được lan rộng ra cả nước ngoài như cái cách sư Minh Tuệ đang âm thầm thực hiện. Những gì khiến một người bình thường thấy bất an thì Thích Minh Tuệ đều chủ động sống với nó, và có vẻ ông sẵn sàng đón nhận mọi điều gặp trên đường tu hành. Dù có bị tác động hay được quét đường cho đi, lúc nào cũng giữ một nụ cười. Trả lời câu hỏi thầy định đi tới đâu, ý muốn hỏi về địa danh, ông nói đi tới khi qua đời. Có vẻ ông xác định sẽ bộ hành du tù đến hết đời. Không chỉ có Phật tử trong nước mà ngay cả những người theo đạo Phật ở nước ngoài, điển hình là Ấn Độ, cũng vô cùng ngưỡng mộ cách tu tập của thầy Minh Tuệ. Họ phấn khích đến mức muốn xin visa để sang được Việt Nam và xin được một lần đảnh lễ. Thầy không còn gọi là hiện tượng nữa mà phải gọi là chân lý sáng chiếu xuống mọi người để có cái gọi là thức tỉnh con người. Việc tu tập của Thích Minh Tuệ tác động tới người khác ra sao tùy theo duyên của người đó. Đại đức Thích Đồng Đạo ở Hà Nội cho rằng kiểu của Thích Minh Tuệ là tình trạng biến đổi tư duy, đi tìm cầu một cái độc lạ không giống pháp nào trong giáo lý, vì vậy không thể gọi ông là sư. Dường như Thích Minh Tuệ cũng đã lường trước được những ý kiến như vậy, nên chỉ tự cho mình là một công dân đang tập học theo lời Phật dạy, sinh con với tất cả mọi người. Rất đông bà con hiếu kỳ nha, phải nói đông lắm bà con ơi. Ở trên cái đèo thôi, quý Phật tử nào muốn xin phước, xin lộc cầu may thì xin dừng lại, vì hành vi như đây không phải là cách chư Phật dạy. Phước báu hay lộc tài là nhân quả đều là từ bản thân mình mà ra, không thể nào làm điều ác rồi đi cúng một bữa để mong xóa tội. Không thể nào vì ham nhà xe sang, con cái giỏi giang mà cúng một lần để được phát đạt, giàu sang đường. Nếu được, mong mọi người hãy theo thầy vì lòng ngưỡng mộ, kính trọng. Mong học được đạo hạnh từ các thầy mà theo, như vậy theo mình sẽ tốt đẹp hơn. Mong các anh chị YouTuber đừng vì like view của mình mà bất chấp làm phiền sư sáng tối. Nếu anh chị có lòng, mong anh chị đưa lên tiếng nói để ổn định bà con, tạo môi trường thoải mái để thầy được thuận tiện con đường tu học. Đây là bà con hai bên đường mà cô chú dạy ơi, rất là đông á. Hơn thua là hư thành bại. Còn huynh đệ của chú Văn Tệ thì ở ngày xa đây á, à, không biết tình gì đi đâu. Thank you.
khi bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa. Mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết. Hãy lắng lặng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bóng Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc. Cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe dày, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bóng Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.